lời đầu tiên cho đang được gửi lời cảm ơn đến câu lạc bộ và các bạn đã tổ chức ra một buổi giao lưu như thế này. Và tiếp theo sẽ là để cảm ơn đến tất cả các bạn đã đồng hành và ủng hộ Đăng trong suốt quá trình làm nghề của mình. Được gặp anh Hồng Đăng. Vậy thì trước khi mà anh ấy gửi lời nào đấy thì tôi muốn hỏi một bạn nào đấy là anh ấy có hát ở trong TV hay không? Vâng, bạn cười. Vâng, mời bạn. Bạn có thể giới thiệu về bản thân không? Tất cả những cái truyền hình trực tiếp khác là gì cũng đôi chút chuẩn bị trước, nhưng mà với đi giao lưu như này thì những câu hỏi của các bạn đặt ra thì luôn mới và luôn lạ, làm cho mình đại khái rằng là lúc nào khi bước chân vào luôn luôn cảm giác là hồi hộp và rất là run. Và thêm nữa là cái buổi giao lưu lần này thì mình có kết hợp một chút với cái việc riêng cá nhân của mình là sắp tới mình có một ý định là thành lập một câu lạc bộ làm về từ thiện. Thì trong cái buổi giao lưu lần này mình kết hợp luôn cái việc đó vào, thì đâm ra cái lần giao lưu này mình cảm giác rằng là nó rất lạ và cũng lại rất căng thẳng cộng với hồi hộp. Xuân thì thực ra cái kết nó có thể rất là không làm hài lòng rất nhiều khán giả, anh có thể chia sẻ về trong quá trình quay chúng tôi đã quay rất nhiều phương án, bởi vì cũng có thời điểm là chúng tôi có nói đến vấn đề là sẽ theo ý kiến khán giả và đưa ra phần kết. Thì nhưng phần kết thì hai bạn quay là chính, còn tôi quay là kết thúc sớm hơn. Thế nên là khi mà cuối cùng cái ekip đã chọn ra phương án này thì bản thân tôi cũng thấy hơi giật mình là khi chọn phương án như thế.
Nhưng mà dù sao thì tôi nghĩ rằng là hai bên đã hợp tác và đã có sự tính toán để đưa ra cái kết thì tôi nghĩ là đều phải có lý do. Trong những cái tập phim của Tuấn Sơn thì cái cảnh diễn nào mà anh cảm thấy là ngán ngẩm nhất, mình phải diễn đi diễn lại nhiều lần nhất, mình thấy khó nhất? Thực ra thì khi làm cái bộ phim ấy, nhất là thời gian mà tôi cảm giác nó nản nhất là chính là thời gian ở Hàn Quốc chứ không phải ở Việt Nam. Bên đấy thì mọi cái nó điều kiện với mình ấy. Cái nhất là khí hậu, cái thứ hai là cái điều kiện ăn uống thứ ở ấy. Bởi vì bên đấy họ tính lịch rất là khắt khe, rất là chuẩn. 30 ngày tôi giảm 7 cân bên đấy, giảm tới 7 cân. Cũng lại may mắn là gì, cả ekip cũng không ai bị ốm đau gì cả, đều cố gắng làm sao hoàn thành tốt công việc bên đấy. Ví dụ như là quay là toàn từ hôm thì 6 giờ, hôm thì 5 giờ, như thường thì là 6 rưỡi bắt đầu xe đi. Thì bọn tôi có những hôm quay toàn đến 1-2 giờ và về học kịch bản và tắm rửa, mọi cái là xong xuôi hết là chỉ ngủ được có 2-3 tiếng, là lên xe được ngủ thêm 1 tiếng nữa. Cái lúc nào ngày nào trong hiện tượng như thế trong 45 ngày. Có những thông tin rằng sẽ có phần 2 của Tuấn Anh Xuân, anh có thể được ý về này. Tôi cũng nghe Hoàng Phanh là ekip có nói là sẽ khả năng sẽ thử nghiệm. Và anh thì có sẵn sàng nếu mà được mời đóng tiếp phần này. Nếu như họ thấy tôi chưa già, phù hợp với cả Thanh Xuân giờ lúc đấy là thành tuổi trung niên thì không ai còn đâu, nếu vẫn còn tin được là mình trẻ thì ok thôi. Nhân buổi giao lưu hôm nay thì tôi cũng muốn gửi đến tất cả quý vị khán giả đã đồng hành cùng tôi trong suốt quá trình, chính xác thì là từ bộ phim Cầu Vồng Tình Yêu cho đến bây giờ. Tôi hy vọng rằng quý vị khán giả hãy ủng hộ tôi và cũng như là ủng hộ chương trình từ thiện mà do tôi có ý định mà thành lập.